Hello và xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game, và đây là thử thách âm hài hòa. Ok, thì trong màn này thì có vẻ như là Man đánh hơi bị lâu hơn là sao các bạn. Tình hình thì trong cái màn này thì nó sẽ như thế này. Ok, Man sử dụng chiêu gào thét cho Erwin. Thì khi mà sử dụng kỹ năng để đánh một mục tiêu gì đó thì cái skill cộng hưởng nó sẽ được giảm đi ba bốn hiệp gì đó các bạn. Nói chung là chúng ta làm cách nào mà cái skill cộng hưởng nó hồi lại càng sớm càng tốt, tại vì ở trong đây thì nó chỉ có 10 hiệp thôi. Mỗi khi mà sử dụng kỹ năng để đánh thì nó mới hồi nha các bạn, nó mới giảm cái lượng hiệp chờ lại. Ok, thì cái người mà sẽ bị khả năng mà sẽ bị đánh nhiều nhất Liana với lại là Light of Genesis Loli. Thì Man sẽ để cho hai con này nó không có đánh, nó chỉ đứng để sử dụng kỹ năng thôi. Khi mà chúng ta không có đánh, không gây sát thương mà chỉ đứng chờ thôi là sẽ có một cái lượng giáp tăng lên khá là nhiều, và cũng không sợ Bozel với lại con kia nó quấn chúng ta. Và Erwin thì Man sẽ tích cực gây sát thương, và cũng như là muốn đẩy nhanh tiến độ nữa là sẽ sử dụng con Zerida. Thì tool này thì Zerida không đánh cũng được, tại vì đâu còn kỹ năng nữa đâu đánh, phải còn kỹ năng đánh thì mấy cái skill cộng hưởng nó mới giảm hiệp chờ các bạn. Thì chủ yếu là Man tập trung nhiều cho Erwin. Erwin nó cứ đánh liên tục thì khả năng nó giảm nhịp chờ cũng khá là cao. Với lại Man cũng sử dụng một skill mà giảm 5 nhịp chờ của con Lina qua Erwin rồi, thì chủ yếu là Erwin nó sẽ sử dụng được skill cộng hưởng sớm. Thì khi mà sử dụng được skill cộng hưởng sớm liên tục gây sát thương thì nó sẽ tích lên được nhiều lớp. Mà khi mà tích đạt được 5 lớp của toàn đội mà đạt được 5 lớp các bạn, thì chúng ta sẽ triệu hồi ra con Zuler. Lúc đó là sẽ kết thúc cái màn đánh này, cũng không cần phải đánh nhiều các bạn, đánh ít ít cũng được. Ok, Ewin thì chỉ còn 2 hiệp thôi, còn Zedida cũng còn hơi bị nhiều. Thì Zedida hiện tại đang có skill, nếu mà đánh thì ok, cũng đánh cũng được các bạn. Đánh thì sẽ skill cộng hưởng sẽ hồi lại, giảm cái lượng hiệp chờ lại. Khi man mà lên được cái cộng hưởng của con Erwin, và cũng như là cộng hưởng của con Zerida thì là ngon các bạn. Man sợ là đánh sẽ bị thằng kia nó gặt một cái. Nó gặt cái là bao giờ gặt cái nữa cũng đủ chết các bạn. Hiện tại là Erwin cũng như là Zerida đều không có skill. Chờ thôi, chờ như vậy thì có giáp, cái giáp thì phe bên kia đánh không có đau quá. Ok, mà anh cho cộng hưởng lên luôn, nó còn một hiệp chờ nữa. Đã sử dụng được skill rồi. Này Zerida còn ít máu quá. Mình cũng đánh thử coi nó có feel không, nhưng mà tại vì cái cộng hưởng thì nó còn đến là 2 hiệp chờ. Mình đánh thử coi nó có giảm. Nó sống qua tuần này thì ngon, nhưng mà
chết các bạn. Lượng máu của nó không trụ được nổi. Nếu mà con giáo này nó chết luôn á thì dễ, còn Zerida đánh không chết con giáo đó nên là hơi bị căng căng xíu. Ok, hành động lại cái tuần này, Zerida đứng chờ thôi, tuần này không đánh được. Cũng khỏe rồi, như là lên được Ewin là xong rồi các bạn. Rồi Zerida lên nữa là ok. Quýnh con giáo này nó quýnh không chết, nó còn 1% HP ấy bạn. Mém chết luôn, còn có 1% HP. Ok, Ewin thì đánh thôi. Ewin không sợ. Tôi sợ Zerida, sợ Loli được chết thôi chứ. Ewin ở bên đó cũng hơi bị xa xa. Ewin có kêu cứ xài. Ewin được tích hai lớp rồi. Quýnh đúng là quýnh Zerida mà quýnh con giáo là nó còn đúng 1%, tức ghê luôn á. Lên được ba con hết rồi. Ok, có Zuler ra trận luôn rồi các bạn, triệu hồi được Zuler rồi. Và cũng hiệp này cũng là hiệp thứ thứ 10 luôn. Ok, sao còn con này nó còn 10% HP nha, mà cũng hên hên là manh còn hai con chưa quên. Lúc đầu là ngồi gõ Bowser nhiều quá. Ok, xong rồi các bạn. Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.